Được thành lập vào năm 1998 với định hướng phát triển trở thành thành phố khoa học, trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia. Ở đến nay thì khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn thu hút hơn 100 dự án của các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ trong và ngoài nước. Dù vậy thì so với kỳ vọng, khu công nghệ cao này vẫn ngổn ngang những công trình giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, hạ tầng đô thị còn hạn chế nên chưa tạo được sức hấp dẫn với doanh nghiệp sau 25 năm thành lập. Sinh sống tại đây từ năm 1993, đến nay bà Xuyên vẫn không thể xây nhà hay chuyển đổi mảnh đất 300m² này. Lý do là nhà bà nằm trong quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tuy nhiên, bao nhiêu năm nay, quy hoạch vẫn chưa triển khai, dù đã nhiều lần được nghe nói. Giá đền bù thì nó chưa thỏa thuận, nó còn thấp. So với mặt bằng nó rất là quá thấp và dân thì dân nghèo mà tái định cư thì chưa có. Nhà bà Xuyên chỉ là một trong hàng trăm hộ dân đang nằm chờ quy hoạch của khu công nghệ cao Hòa Lạc trên địa bàn huyện Thạch Thất. Diện tích toàn khu công nghệ cao Hòa Lạc là gần 1.600 ha, nằm trên địa bàn hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Diện tích còn lại cần giải phóng mặt bằng là 176 ha, trong đó huyện Quốc Oai gần 9 ha, còn lại phần lớn nằm ở huyện Thạch Thất gần 170 ha. So với diện tích cần giải phóng mặt bằng, để đáp ứng được các yêu cầu trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư chỉ còn lại 10%, nhưng đây là một trong những việc khó khi nguồn vốn bố trí hạn chế cũng như người dân chưa đồng thuận. Công nghệ cao thì bắt đầu triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng từ 2002. Đó, đến nay đã là 21 năm mà công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn chưa xong. Chưa xong ở đây nó có nhiều lý do. Trong đó có lý do là nguồn kinh phí. Cái thứ hai là khối lượng công việc, số lượng diện tích đất giải phóng mặt bằng lớn. Còn đây là trụ sở của công ty FPT Software, tọa lạc ở công nghệ cao Hòa Lạc. Tập đoàn FPT, một trong những đơn vị sớm đầu tư và hoạt động hiệu quả tại đây với các cơ sở đào tạo đại học, trung học phổ thông, nghiên cứu và sản xuất phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin. Nơi đây được thiết kế theo một môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Tuy nhiên, để phục vụ cho 5.000 người, đơn vị này phải thuê khoảng 50 xe buýt phục vụ cho việc đưa đón bởi khu công nghệ cao không có hạ tầng xã hội như nhà ở, bệnh viện, trường học. Người lao động chỉ có thể hàng ngày đi lại từ nội thành đến địa điểm làm việc này. Thì nếu mà nhìn lại đây thì thực sự đây mới chỉ là nơi làm việc thôi, chứ chưa thành thành phố công nghệ cao. Thì chúng tôi mong muốn là có những cái điều kiện phát triển tốt hơn nữa để thực sự là người lao động có thể không chỉ là làm việc ở đây mà có thể sinh sống và phát triển. Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 106 dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 85.602 tỷ đồng và 702,57 triệu đô la Mỹ trên tổng diện tích khoảng 380 ha, trong đó có 92 dự án trong nước và 14 dự án đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp trong số đó là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn do nhiều lý do. Còn trước đây thì các cơ chế để có thể đưa ở cấp độ nghị định thì cũng không thể nào mà vượt qua được các luật, hay như tôi cũng đã chia sẻ đấy, chúng ta đưa được vào luật này hoặc nghị định này một số cơ chế chính sách cho khu thì ở một cái luật hoặc là một cái nghị định chuyên ngành khác ra đời thì có khi lại nó có những cái nó lại khi áp dụng vào nó chưa đồng bộ. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã có cuộc làm việc để thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là bàn giao cho Hà Nội để hình thành thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Tây với chức năng khoa học công nghệ. Việc chuyển giao cho chính quyền thủ đô nhằm tháo gỡ những khó khăn mà khu công nghệ cao đang vướng mắc cũng như bổ sung thêm các cơ chế đặc thù trong luật thủ đô sửa đổi lần này để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành khu công nghệ kiểu mẫu của cả nước. Dự kiến, việc bàn giao sẽ được tiến hành vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Tiếp tục thông tin liên quan tới phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Được tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng liên tục chối tội và phủ nhận cáo buộc nhận tiền chạy án. Đối đáp lại, thì cơ quan công tố đã đưa ra hàng loạt chứng cứ khẳng định Hoàng Văn Hưng chiếm đoạt 8.000 đô la Mỹ trong kế hoạch chạy án vụ chuyến bay giải cứu. Đáng chú ý là đoạn video ghi lại hình ảnh cựu trưởng phòng an ninh điều tra nhận chiếc cặp số mà bị cáo Tuấn khai bên trong có 450.000 đô la Mỹ được chuyển đến cho bị cáo Hưng. Liên quan đến cáo buộc nhận tiền chạy án của bị cáo Hưng, theo Viện Kiểm sát, trong khoảng thời gian ngắn, hai ông Tuấn và Hưng liên lạc 435 cuộc, trong đó có 165 cuộc phát sinh thời lượng. Lời khai của bị cáo Hằng, Tuấn, Sơn là khách quan, không có sự bàn bạc, thống nhất khi khai báo với cơ quan điều tra.
Chính vì vậy, cơ quan điều tra, viện kiểm sát sử dụng lời khai của các bị cáo này làm chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Hoàng Văn Hưng. Cơ quan công tố nhấn mạnh, có những thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án, nếu Hưng không nói thì ba người Tuấn, Hằng và Sơn không biết được. Cũng theo đại diện viện kiểm sát, khi bị bắt, ông Hưng phủ nhận mọi cáo buộc. Sau đó, khi cơ quan cảnh sát điều tra thông báo có dữ liệu camera giám sát, thì cựu điều tra viên mới thừa nhận có nhận một chiếc cặp số từ ông Tuấn, nhưng bên trong là 4 chai rượu vang, không phải là tiền. Hình ảnh video được trình chiếu tại tòa cho thấy Hoàng Văn Hưng mặc áo vest đen, đeo cà vạt vàng, đi từ trụ sở Cục An ninh điều tra trên phố Trần Bình Trọng sang đối diện đường trước cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Tại đây, ông Hưng gặp lái xe của ông Tuấn để nhận cặp màu đen. Đây là chiếc cặp mà ông Tuấn khai bên trong có 450.000 đô la Mỹ, trong khi Hưng nói chỉ là 4 chai rượu vàng. Do số tiền lớn nên bị cáo Hưng phải trực tiếp ra nhận và cất lên xe. Chiếc cặp ra sau đó Hưng vứt đi nên không thể thu hồi. Đặc biệt là trích xuất từ điện thoại của các bị cáo cho thấy, trước ngày nhận tiền, ông Hưng và Tuấn có 8 cuộc liên lạc. Riêng buổi sáng hôm giao nhận chiếc cặp, giữa ông Hưng và ông Tuấn phát sinh 7 cuộc gọi. Từ những tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, qua những lập luận nêu trên, viện kiểm sát khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800.000 đô la Mỹ. Liên quan đến trường hợp bị cáo Phạm Trung Kiên, theo luật sư, 42 tỷ ông Kiên nhận hối lộ là tổng số tiền của 18 doanh nghiệp, 42 tỷ mà Kiên nhận là phép cộng của 30.000 công dân ở nước ngoài. Chia bình quân đầu công dân chỉ bỏ ra 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một vé để về nước. Đây là con số không lớn khi công dân được về đoàn tụ với gia đình thay vì phải chống chọi với dịch bệnh tại nước ngoài. Đối đáp lại, viện kiểm sát cho rằng rất phẫn nộ khi mà quan điểm bào chữa cho bị cáo Kiên thể hiện sự thờ ơ trước nỗi đau mất mát của đồng bào. Bởi theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến tháng 7 năm 2023, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.000 người Việt Nam. Hành vi của bị cáo Kiên làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, phản bội sự cố gắng của cả hệ thống chính trị. Quan điểm bào chữa của luật sư cho bị cáo Kiên đã xúc phạm đến người dân Việt Nam, đặc biệt là những gia đình đã trải qua đau thương của dịch bệnh. Sau khi bị khởi tố, Kiên còn gọi điện nhờ doanh nghiệp xác nhận việc đưa tiền là vay mượn thỏa thuận dân sự, hòng tìm cách thoát tội, do đó không thể áp dụng việc bị cáo tự thú là tình tiết giảm nhẹ. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại đây mới tiếp nhận và điều trị cho 3 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn nấm rừng tại một gia đình 5 người được chuyển xuống từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Đáng tiếc là 2 trong số bệnh nhân này đã không qua khỏi vì tình trạng quá nặng, nâng tổng số ca tử vong lên 3 trường hợp. Hiện sau 10 ngày điều trị thì sức khỏe của bệnh nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch và bước đầu ổn định. Bệnh nhân này là một trong 2 người đã may mắn thoát khỏi cửa tử sau khi ăn nấm độc được hái trong rừng. Chị cho biết khi đi rừng thấy mọi người cùng hái nấm nên bản thân không nghĩ đó là nấm độc. Chỉ đến khi cả nhà ăn xong có biểu hiện bất thường thì chị mới biết. Thấy họ đi hái mình cũng đi hái. Tối thứ 6 đi hái về xong nó luộc xong rồi nấu, chồng ăn xong. Nó đi chợ mốc năm ấy, xong đi đến đấy thì nó bảo là đau bụng nôn xong mới quay về. Được biết, sau khi đi rừng hái nấm về cho cả gia đình gồm 5 người ăn, khoảng 12 tiếng sau, các thành viên bắt đầu xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi và được đưa đi cấp cứu. Một cháu nhỏ bị ngộ độc nặng đã tử vong, một cháu nhẹ hơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 3 người lớn được chuyển xuống Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, chỉ số men gan cao gấp 200 lần bình thường, rối loạn đông máu, mạch chậm, ảnh hưởng đến huyết động. Mặc dù đã được điều trị tích cực với tất cả các phương pháp hiện đại, nhưng do nhiễm độc nặng, chồng và người bác đã tử vong. Đây là một cái vụ ngộ độc nấm, có 4 người, thì một người chết ở trên đấy rồi, còn 3 người ở lại thì chuyển đến đây. Trong đó thì có 2 người thì nặng. Tất nhiên xuống đây thì họ vẫn còn tỉnh táo, nhưng mà những cái xét nghiệm cho thấy rằng thì có hai bệnh nhân rất nặng, bệnh nhân còn lại mà vừa thăm khám cũng bệnh nhân nặng. Tuy nhiên thì 2 bệnh nhân tử vong. Một trong nguyên nhân của cái nấm này độc đó là một loại nấm, nó gọi là nấm chậm, và đó là nấm độc. Nấm đấy nó gây tổn thương gan, tổn thương thận và bệnh nhân chết trong bệnh cảnh suy đa phủ tạng. Các bác sĩ cho biết ngộ độc nấm đã được cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân ở các tỉnh miền núi vẫn sai lầm khi cho rằng những cỏ cây, lá, thảo mộc mọc ngoài tự nhiên là an toàn, lành tính, ngay cả nấm dại, nên vẫn vô tư hái về ăn. Mà không biết rằng những loại nấm trông ngon nhất, hấp dẫn nhất, nhìn lành tính nhất lại chính là loại nấm độc nhất.
tất cả các loài nấm, nấm dạ đều ngộ độc. Và kể cả những cái kinh nghiệm ở trong dân gian thì người ta nói là gì? Tức là những nấm mà nó có con côn trùng hay con vật gì đó ăn, nấm này đã có côn trùng ăn rồi thì chắc không sao, nhưng ăn vào vẫn bị. Vì vậy cho nên là tất cả những loài nấm mọi mà dại thì tôi nghĩ rằng thì bất kể cái nấm đấy là nấm gì, và chúng ta phải nói, chúng ta phải khuyến cáo người ta là không ăn. Theo các bác sĩ, ngộ độc nấm có thể khởi phát ngay hoặc từ 8 đến 12 tiếng sau ăn và tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Do đó, cách tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc nấm là người dân không nên tự ý hái các loại nấm hoang dại về ăn. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền tới gia đình người dân, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, ít được tiếp cận với các thông tin truyền thông sức khỏe về tác hại của nấm độc để họ biết cách phòng ngừa.